Cơ hội giành chiếc cúp chung kết thế giới chia đều cho cả 24 đội tại giải đấu ở Mỹ diễn ra vào tháng 10 này. Nhưng khả năng cao, đó vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai khu vực kình địch là LCK và LPL. Đặc biệt những đại diện từ Hàn Quốc đang rất khát khao để mang danh hiệu về lại với họ khi đối thủ cay đắng trước người Trung trong những lần đối đầu trước đó. Tuy nhiên cả 4 đại diện của Hàn Quốc đều có các nhân tố cần đặt dấu hỏi về tình hình hiện tại. Vậy đó là những ai? Doran Genji. Doran từng bị đánh giá thấp tại mùa xuân và đã có sự phát triển thần tốc. Ở mùa xuân 2022, khi mà meta còn chú trọng sức mạnh ở nửa cánh trên bản đồ, thì Doran như một bản hợp đồng thất bại của Genji ở kỳ chuyển nhượng. Sang mùa hè, Doran và Genji đã có được sự ủng hộ của những yếu tố ngoại cảnh. Khi meta chuyển dịch sang vị trí xạ thủ, đường trên trở thành cuộc chơi của những tướng đấu sĩ chống chịu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Doran đã thực sự chứng minh được giá trị của mình bằng những vị tướng mà tính mạch play cao như Sejuani, On, và anh làm điều đó tốt hơn mọi đường trên khác tại LCK. Xóa đi cái mát của một bom xịt, Doran với những chất tướng này đã thuận tay thành công trong việc chứng minh rằng việc Genji mang anh về là một quyết định vô cùng sáng suốt. Có được người sẵn sàng chơi với những tuyển thủ khác, Genji có thể nói đang là đội tuyển hợp meta nhất thời điểm hiện tại và hứa hẹn sẽ có một kỳ chung kết thế giới thành công. Ở Doran, người hâm mộ tin rằng anh sẽ tiếp tục thể hiện tốt ở chung kết thế giới, nhưng sẽ là cực kỳ vất vả cho đường trên vô địch LCK khi anh không còn chỉ đối đầu với Zeus mà còn là những con quái vật khác như Flandre 369 hay thậm chí là Kiaya từ VCS. Juhan Dragon X. Cái tên tiếp theo dù không quá nổi bật trong giai đoạn vòng bảng mùa hè, nhưng phải nói sự xuất hiện của anh trong đội hình Dragon X đã mang lại những khởi sắc hơn trong đối chơi của đội tuyển này. Đó chính là người đi rừng trẻ tuổi Juhan. Sau một kỳ MSI không mấy thành công cùng đội tuyển cũ là PG Talent, Juhan được những nhà tuyển trạch viên LCK nhắm đến bởi lối chơi vô cùng tự tin, sẵn sàng va chạm, điều mà những người đi rừng LCK còn thiếu. Nhanh chóng, anh đã đặt bút ký bản hợp đồng với đội tuyển top 6 LCK mùa xuân, Dragon X. Mặc dù được kỳ vọng sẽ là làn gió mới, thay thế một Pioxic giả cổ chậm chạp, nhưng kinh nghiệm vẫn là thứ khiến cho tân binh của Bài Rồng không có được cơ hội ra sân. Tại vòng bảng mùa hè, anh chỉ có được vòng vẹn 3 ván đấu, và chỉ một trong số đó, anh giúp đội tuyển của mình giành chiến thắng. Tuy nhiên, đến với giai đoạn quan trọng như vòng loại khu vực LCK, anh đã được ban huấn luyện tung ra sân như con bài tẩy. Và đương nhiên, tân binh Dragon X thừa sự tự tin và kỹ năng để chuyển hóa cơ hội của mình thành những chiến thắng vô cùng quan trọng. Về lối chơi, Juhan và Pioxic không có quá nhiều khác biệt. Anh thường xuyên đặt sự quan tâm của mình xuống khu vực đường dưới. Thậm chí anh còn sẵn sàng bỏ những bãi quá rừng để có thể đảm bảo rằng bộ đôi xạ thủ hỗ trợ thực sự an toàn ở khu vực dưới. Màn trình diễn của Juhan tại LCK mặc dù rất tốt, nhưng nó mới chỉ thể hiện qua chưa đến 10 ván đấu. Do đó, hành trình của anh cùng Dragon X thời gian tới chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm. Bởi ai cũng muốn thấy được một thế hệ người đi rừng Hàn Quốc tiếp theo tạo ra được điểm nhấn ở chung kết thế giới. Tương tự như cách anh đã đá văng Pioxic trong những ván đấu quan trọng gần đây. Showmaker, DK. Cái tên tiếp theo khiến người hâm mộ rất chờ đợi đó là Showmaker. Mikin đã sa sút không phanh từ sau chung kết thế giới 2021. Anh là một phần trong các nguyên nhân khiến DK rơi vào chuỗi thành tích bết bát. Thế nhưng bằng bản lĩnh và tố chất một ngôi sao, Showmaker vẫn trụ lại đường giữa LCK. Đây là lần thứ tư liên tiếp anh góp mặt ở chung kết thế giới. Tuy nhiên, khác với 3 lần trước, giờ đây Showmaker kém nét hơn rất nhiều. Trong giai đoạn cuối LCK mùa hè, Showmaker đã ít nhiều cho thấy sự trở lại, dù rằng nó vẫn kém xa so với chính anh trong quá khứ. Điều khiến chúng tôi gọi anh là ẩn số chính là phong độ có cải thiện được không trong vòng 1 tháng chạy đà. Khát khao của Showmaker vẫn còn đó, độ tay to vẫn chưa phai nhòa. Người ta cần anh tạo đột biến, anh chơi khủng khiếp như những gì đã từng làm. Trong điều kiện lý tưởng nhất, nếu người đánh cặp với Kayan kịp thời trở về điểm trần phong độ, tương lai của DK tại chung kết thế giới vẫn vô cùng rộng mở. Là một trong hai cá nhân kiệt xuất ở khu vực đường giữa Hàn Quốc đương đại, chắc chắn Showmaker sẽ trở lại, sẽ lại là Mikin chính hiệu. Gumayusi T1. Đáng chú ý nhất trong số các tuyển thủ không ai khác ngoài sao thủ áo quần LCK, Gumayusi. Sau một mùa xuân bùng nổ với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ, thì Gumayusi đang trở thành bộ mặt trái ngược vào mùa hè. Không còn là một Jin
với những pha vừa bắn vừa né kỹ năng của đối phương trong giao tranh. Naguma Yushi đã trở thành chỗ để người hâm mộ T1 có thể chỉ trích mỗi khi đội tuyển của họ thua trận. Guma trình diễn một bộ mặt vô cùng nghèo nàn khi không thể cùng T1 đoạt được chức vô địch. Đáng nói hơn, những sao thủ mạnh trong meta như Lucian, Zeri, mặc dù đã để hở rất nhiều, nhưng bằng cách nào đó, anh lại sử dụng chúng không hiệu quả. Để rồi, phong độ chán đáy của Guma Yushi khiến cho nhiều người hâm mộ T1 nhớ về Teddy. Và cay đắng nhất có lẽ là thất bại 0-3 trước Zeri tại trận chung kết LCK. Do đó, tại Worlds sắp tới, Guma Yushi có thể quay trở lại được hay không? Đó là câu hỏi vô cùng quan trọng cho T1 nếu họ muốn tiến sâu tại giải đấu. Nếu cháu trai Faker có thể kịp lấy lại phong độ, chắc chắn T1 sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Danny, DK. Cái tên cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến hôm nay là trường hợp vô cùng đặc biệt, Danny. Trong khi cộng đồng sục sôi với thông tin Benji lên làm huấn luyện viên trưởng của T1, thì Danny thầm lặng vẫn đang đảm nhiệm trọng trách lèo lái con thuyền DK tại chung kết thế giới sắp tới. Danny giai đoạn qua đã làm cho DK được quan tâm chú ý hơn bao giờ hết vì cách dùng người không giống ai. Ngay cho Bordeaux không được chơi ván nào tại vòng bảng thay thế Nuguri ở vòng playoff với bàn tay tổn thương nặng nề, hay nói một cách chính xác là bàn tay rướn máu. Bordeaux đã phải gồng mình chơi hết sức dù anh không phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng thực tế chỉ ra mỗi lần Bordeaux xuất quân, DK thua nhiều hơn thắng. Cao trào lên đến đỉnh điểm khi việc Nuguri phải ngồi dự bị khi anh không gặp vấn đề về sức khỏe. Đơn giản là việc Ngưu Bảo thích đánh nhau, không hợp chiến thuật đánh theo mục tiêu hạn chế giao tranh của ngài nên ngài thay ra. Những người được gọi là không hợp ấy là liên tục trở thành niềm hy vọng vàng. Điển hình là ba ván thuyết phục từ DK để về chung kết thế giới. Từ cách dùng người cho đến vấn đề chiến thuật, Danny tiềm ẩn quá nhiều dấu hỏi. Và DK sẽ chờ ra sao tại chung kết thế giới dưới bàn tay nhào nặn của vị chiến lược gia đại tài này cũng đang là dấu hỏi lớn nhất của DK. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.